Câu hỏi đầu tiên trong lĩnh vực này là câu hỏi của khán giả Cao Bá Nhạc, số điện thoại 0251, 3 số cuối là 565 ở Đồng Nai có hỏi: cây bưởi bị vàng lá thối rễ thì nên tưới hay là phun metalaxin cộng với mancozeb mang lại hiệu quả cao hơn? Vâng thưa bác, câu hỏi này của bác đã được tiến sĩ Tống Khiêm tư vấn như sau. Vâng, cái câu hỏi của bác là rất là rõ, không ạ? Thế thì thường là nó bị thối rễ là do là cái nấm ở đất ấy là nó làm cho cái bộ rễ bị thối đi, nó có thể là nếu mà nặng thì trở thành cái màu đen. Đấy, thế và vì thế mà cây nó không phát triển được, lá nó vàng đi, bởi rễ nó không cung cấp nổi cái thức ăn nữa, rồi dinh dưỡng cũng như là nước. Đấy, thì vì vậy là mình muốn diệt cái nấm này, nếu mà mình phun thì nó chủ yếu là trên lá. Đấy, thế nhưng mà đến khi nó dẫn xuống cái rễ thì rất chậm, cho nên gọi là cái hiệu quả thấp. Vì vậy là bác phải tưới, không ạ? Tưới trực tiếp vào cái vùng rễ. Đấy, thế như vậy là cái nấm ấy là nó sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và nó chết rất là nhanh. Nó chết rất nhanh, cho nên là người ta thường nói là nếu bị bệnh thối rễ đấy, là chúng tôi là chuyên gia là luôn luôn là tư vấn cho các bác là phải tưới vào vùng rễ, thì sẽ hiệu quả là nhanh hơn và gọi là diệt được cái nấm nó dễ hơn và nó mạnh hơn, nhiều hơn là phun ở trên lá, trên cành. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bên này ra đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thầy vất quá thầy ạ. Này mà không tâm huyết bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệm ca lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được, không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, à, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Đợi cho mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn
với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác kia làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền cho ông, còn nếu như không què chân không lở rốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.